Bạch Thế Tôn thế nào là Đại Bồ Tát tu xả nhãn xúc, cũng xả sự tu này là tu bát nhã ba la mật đa, tu xả nhĩ tí thiệt thân ý xúc, cũng xả sự tu này là tu bát nhã ba la mật đa. Phật dạy, này thiện hiện Đại Bồ Tát khi hành bát nhã ba la mật đa sâu xa, nếu nghĩ có nhãn xúc, có xả sự tu này, thì chẳng phải tu bát nhã ba la mật đa, nếu nghĩ có nhĩ tí thiệt thân ý xúc, có xả sự tu này thì chẳng phải tu bát nhã ba la mật đa, vì sao này thiện hiện, vì chẳng phải có tưởng có thể tu bát nhã ba la mật đa, vì vậy này thiện hiện, nếu đại bồ tát tu xả nhãn xúc cũng xả sự tu này là tu bát nhã ba la mật đa, tu xả nhĩ tí thiệt thân ý xúc cũng xả sự tu này là tu bát nhã ba la mật đa bạch thế tôn thế nào là đại bồ tát tu xả các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra cũng xả sự tu này là tu bát nhã ba la mật đa tu xả các thọ do nhĩ tý thể thân ý xúc làm duyên sanh ra cũng xả sự tu này là tu bát nhã ba la mật đa phật dạy này thiện hiện đại bồ tát khi hành bát nhã ba la mật đa sâu xa nếu nghĩ có các thọ do nhãn xúc làm duyên sinh ra có có xả sự tu này thì chẳng phải tu bát nhã ba la mật đa nếu nghĩ có các thọ do nhĩ tý thiệt thân ý xúc làm duyên sanh ra có xả sự tu này thì chẳng phải tu bát nhã ba la mật đa vì sao? Này thiện hiện, vì chẳng phải có tưởng có thể tu bát nhã ba la mật đa. Vì vậy, này thiện hiện, nếu Đại Bồ Tát tu xả các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra, cũng xả sự tu này là tu bát nhã ba la mật đa. Tu xả các thọ do nhĩ tĩ thể thân ý xúc làm duyên sanh ra, cũng xả sự tu này là tu bát nhã ba la mật đa. Bạch Thế Tôn, thế nào là Đại Bồ Tát tu xả địa giới cũng xả sự tu này là tu bát nhã ba la mật đa tu xả thủy hỏa phong không thức giới cũng xả sự tu này là tu bát nhã ba la mật đa phật dạy này thiện hiện đại bồ tát khi hành bát nhã ba la mật đa sâu xa nếu nghĩ có địa giới có xả sự tu này thì chẳng phải tu bát nhã ba la mật đa nếu nghĩ có thủy hỏa phong không thức giới có xả sự tu này thì chẳng phải tu bát nhã ba la mật đa vì sao này thiện hiện vì chẳng phải có tưởng có thể tu bát nhã ba la mật đa vì vậy này thiện hiện nếu đại bồ tát tu xả địa giới cũng xả sự tu này là tu bát nhã ba la mật đa tu xả thủy hỏa phong không thức giới cũng xả sự tu này là tu bát nhã ba la mật đa bạch thế tôn thế nào là đại bồ tát tu xả nhân duyên cũng xả sự tu này là tu bát nhã ba la mật đa tu xả đẳng vô gián duyên sở duyên duyên tăng thượng duyên cũng xả sự tu này là tu bát nhã ba la mật đa phật dạy này thiện hiện đại bồ tát khi hành bát nhã ba la mật đa sâu xa nếu nghĩ có nhân duyên có xả sự tu này thì chẳng phải tu bát nhã ba la mật đa nếu nghĩ có đẳng vô gián duyên sở duyên duyên tăng thượng duyên có xả sự tu này thì chẳng phải tu bát nhã ba la mật đa vì sao? Này thiện hiện, vì chẳng phải có tưởng có thể tu bát nhã ba la mật đa. Vì vậy, này thiện hiện, nếu Đại Bồ Tát tu xả nhân duyên cũng xả sự tu này, là tu bát nhã ba la mật đa, tu xả đẳng vô gián duyên, sở duyên duyên, tăng thượng duyên cũng xả sự tu này, là tu bát nhã ba la mật đa. Hết quyển thứ 370